người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì, cuốn sách hướng nghiệp ngành kinh tế đầu tiên của Spiral Room. Nếu các bạn muốn biết ngành kinh tế có gì thì bọn mình có đặt đường link mua hàng ở dưới phần mô tả. Hãy tự tìm cho mình câu trả lời riêng nhé. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spiral Room. Sau đây là nội dung bài viết Nghệ thuật đầu tư mạo hiểm Venture Capital của tác giả Girardo trên Spiral Room. Đây là một bài viết rất thú vị. Và nếu các bạn thích nội dung tương tự, hãy click vào link bài viết mà tụi mình để ở phần mô tả để giao lưu thêm với tác giả nhé. Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Với những độc giả đã quen thuộc với người viết, chắc hẳn các bạn cũng biết người viết là một fan hâm mộ chân chính của Nassim Taleb, tác giả của cuốn sách nổi tiếng Thiên Nga Đen. Ông là một con người thú vị, học vấn thâm sâu, uyên bác nhưng cũng ngạo mạn khinh người không kém. Nassim Taleb là một tác giả nổi tiếng, luôn gây tranh cãi trong cộng đồng tri thức. Ông là chuyên gia về rủi ro, là người đã phổ biến hóa cụm từ Thiên Nga Đen, một thuật ngữ dùng để chỉ những sự kiện tương lai không thể dự đoán, rất hiếm xảy ra và có ảnh hưởng mang tính thay đổi toàn cầu. Những sự kiện Thiên Nga Đen tiêu biểu của thế giới bao gồm sự kiện 11 tháng 9, khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và dĩ nhiên không thể không kể đến Covid-19. Vào một ngày đang lang thang trên mạng, đọc blog của Paul Graham, founder của vườn ươm startup nổi tiếng Y Combinator tại Silicon Valley, người viết vô tình đọc thấy tiêu đề Black Swan Farming. Đó là khoảnh khắc Eureka của người viết. Vốn dĩ là một người đang hoạt động trong hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam và đã đọc đi đọc lại quyển Thiên Nga Đen vài lần. Người viết tự trách bản thân vì đã không nhận ra mối quan hệ này sớm hơn. Tất cả bỗng nhiên ăn khớp với nhau một cách kỳ lạ. Những kiến thức tưởng chừng như rời rạc, bỗng nhiên vừa khít nhau như các mảnh ghép của một bức tranh. Điều đó đã thôi thúc người viết phải viết ra những suy nghĩ của mình. Đó là câu chuyện khởi nguồn bài blog các bạn đang đọc đấy. Tất cả những startup thành công đều là một Thiên Nga Đen đang chờ được thế giới công nhận. Tuy nhiên, trước khi đến thời điểm đó, nó vẫn sẽ được coi là ngu xuẩn, điên rồ và không khả thi. Đây là vấn đề trọng điểm của lĩnh vực đầu tư mạo hiểm VC, Venture Capital. Bạn không hề biết trước startup nào sẽ may mắn hóa thành Thiên Nga Đen và mang lại số tiền lợi nhuận khổng lồ cho quỹ. Trước khi được cả thế giới công nhận, bạn sẽ luôn trông giống một thằng ngốc đang phê cần khi đầu tư vào những startup này. Đúng với tính chất của Thiên Nga Đen, sự thành công của một startup bất kỳ trong một danh mục đầu tư cụ thể là không thể dự đoán. Sự bất định luôn là nhân tố cố định trong đầu tư mạo hiểm Venture Capital. Để bắt đầu bài viết, người viết muốn giới thiệu với các bạn về Peter Thiel, một trong những VC nổi tiếng nhất tại Silicon Valley, tác giả của quyển sách nổi tiếng Từ 0 đến 1 và là một doanh nhân, nhà đầu tư người viết hết sức ngưỡng mộ. Những ý tưởng tốt nhưng nghe có vẻ ngu xuẩn. Khi Peter Thiel lần đầu giảng dạy tại Y Combinator cho những startup đang được ươm tạo tại YC, ông đã vẽ một biểu đồ mô tả hoàn hảo về nghệ thuật đầu tư mạo hiểm VC. Biểu đồ này cực kỳ đơn giản đến mức tinh tế. Có 3 điểm quan trọng có thể rút ra khi nhìn vào biểu đồ này. Thứ nhất, phần lớn những ý tưởng nghe có vẻ tốt nhưng không phải là những startup hoàn hảo để đầu tư. Vì nếu như ý tưởng nghe có vẻ tốt và không ai phủ nhận điều đó, chắc chắn là thị trường này đã đầy những đối thủ cạnh tranh do tính chất hiển nhiên của nó. Và do đó, rủi ro khá lớn cho các nhà đầu tư startup lẫn founder. Thứ hai, phần lớn những ý tưởng nghe có vẻ ngu xuẩn, thật ra đích thị là những ý tưởng ngu xuẩn. Thứ ba là sự giao thoa giữa hai vùng. Ý tưởng nghe có vẻ ngu xuẩn và ý tưởng tốt là bằng chứng tốt nhất để xác định chất lượng ý tưởng. Ý tưởng thật sự tốt nhưng thoạt đầu nghe có vẻ ngu xuẩn. Một Thiên Nga Đen đang chờ được thế giới công nhận. Peter Thiel có một câu nói: "Don't always go through the tiny little door. Everybody is trying to rush through. Maybe go around the corner and through the vast gate nobody's taking." Trước khi startup thành công và trở thành Thiên Nga Đen, họ vẫn sẽ luôn là những startup với ý tưởng ngu xuẩn, điên rồ và không khả thi. Điều này còn tệ hơn cho những nhà đầu tư, vì họ không hề có một manh mối nào cho biết rằng họ đã chọn đúng hay không. Vì thường những startup này phải trải qua vài năm để chứng minh được bản thân. Vài năm đặt tiền vào một khoảng không vô định mà bạn không hề biết rằng bạn có thể lấy lại được vốn hay không, thật sự là một thử thách tâm lý cực hạn cho các VC. Một điều khá chắc chắn rằng số tiền startup đã gọi được có thể lên đến Series D và E, không hề tiết lộ bất cứ manh mối nào về khả năng startup có thể tồn tại một cách bền vững hay không. Dữ liệu tổng hợp từ Y Combinator cho biết rằng không tồn tại một sự tương quan giữa số tiền vốn startup đã gọi được với khả năng thành công của startup đó. Rất nhiều founder lầm tưởng rằng một khi họ đã gọi được vốn, nghĩa là họ đã thành công và đã vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt của khởi nghiệp. Gọi vốn thành công là một cột mốc quan trọng, nhưng founder tốt hơn hết là đừng bao giờ hoang tưởng rằng chặng đích đang ở rất gần. Ác mộng vẫn đang chờ bạn ở phía trước đấy. Unicorn and Super Unicorn. Một trong những quy luật được tác giả Nassim Taleb nhấn mạnh nhiều lần trong quyển Thiên Nga Đen là quy luật hàm mũ, quy tắc Pareto hoặc quy tắc 80-20. Các VC hiểu rõ quy luật này hơn ai hết. Cuộc sống của họ phụ thuộc hoàn toàn vào quy luật này. Một startup thành công và hóa thành Thiên Nga Đen
là đủ để đưa về mức lợi nhuận khổng lồ cho quỹ, mặc dù toàn bộ các startup khác trong danh mục đều thất bại. Một điều khá thú vị là bạn cũng có thể áp dụng quy tắc 80-20 này cho chính quy tắc đó. Con số ta có được khi đó sẽ là 64/4. Điều này nghĩa là sao? Trong tập hợp những startup thành công và trở thành thiên nga đen, sự phân bổ lợi nhuận cũng sẽ tuân theo quy luật hàm mũ. Cái chúng ta có sẽ là rất nhiều kỳ lân, vốn hóa trên 1 tỷ đô và một số nhỏ các siêu kỳ lân, vốn hóa trên 10 tỷ đô. Tại sao điều này quan trọng? Paul Graham trong bài blog Black Swan Farming đã viết rằng khi bạn phỏng vấn một công ty khởi nghiệp và nghĩ rằng họ có vẻ sẽ thành công, thật khó để không cấp vốn cho họ. Tuy nhiên, ít nhất về mặt tài chính, chỉ có một loại thành công trong đầu tư mạo hiểm. Họ sẽ là một trong những startup thực sự lớn hoặc không. Và nếu không, bạn có tài trợ cho họ hay không thì cũng không quan trọng. Bởi vì ngay cả khi họ thành công thì tác động đó đến lợi nhuận đầu tư của bạn cũng không thật sự lớn lao. Trong cùng một ngày phỏng vấn, bạn có thể gặp được một số thanh niên 19 tuổi thông minh, những người thậm chí không chắc họ muốn làm gì với cuộc đời của mình. Cơ hội thành công của họ có vẻ nhỏ, nhưng một lần nữa, vấn đề không phải là cơ hội thành công, chance of succeeding của họ, mà là nếu họ thành công thì họ có thành công một cách vĩ đại hay không. Chance of succeeding really big, xác suất để bất cứ nhóm nào thành công một cách vĩ đại là quá nhỏ về mặt vi mô. Nhưng xác suất mà những founder 19 tuổi có thể làm được điều đó sẽ cao hơn so với các nhóm khác trông có vẻ an toàn hơn. Có một sự khác biệt rất lớn về mặt chất lượng giữa hai câu hỏi: xác suất để họ thành công là bao nhiêu và xác suất để họ thành công thực sự lớn là bao nhiêu. Chúng ta thường tập trung vào câu hỏi hiển nhiên trong đầu tư là các yếu tố liên quan đến một startup thành công là gì, nhưng lại thường bỏ qua câu hỏi liệu startup đó có thể trở thành một kỳ lân hay không, thậm chí là siêu kỳ lân. Hầu hết các VC khi quyết định đầu tư đều sẽ đi theo mô hình mẫu checkbox, các bộ lọc dùng trong quá trình thẩm định. Khi một startup đã thỏa mãn hết các ô trong danh mục thì họ sẽ quyết định đầu tư. Dưới đây là một ví dụ: có CTO là co-founder, check; market size lớn, check; ngành đang tăng trưởng tốt, check; các founder bổ trợ cho nhau, check, vân vân, và các câu hỏi tương tự. Người viết muốn lưu ý rằng mình không hề mỉa mai phương pháp này. Phương pháp này thực sự rất hiệu quả trong việc lược bỏ các rủi ro, nhưng mình đang chỉ ra những điểm lớn nhất của nó là nó được thiết kế để lọc ra những startup có khả năng thành công cao nhất, những nhóm người trông có vẻ là lựa chọn an toàn nhất, mà bỏ qua các startup tuy khả năng thành công thấp hơn, nhưng một khi đã thành công thì sẽ thành công một cách vĩ đại và rực rỡ. Điểm mạnh và khác biệt nhất của một founder và startup sẽ luôn đi kèm với điểm yếu chí mạng. Để có một startup có tiềm năng thay đổi thế giới, VC cần phải sẵn sàng bỏ qua điểm trừ hiển nhiên liên quan tới startup đó. Như Paul Graham đã phân tích, với tư cách là một nhóm, các founder 19 tuổi thông minh nhưng thiếu kinh nghiệm không hề là một lựa chọn an toàn khi so sánh với các founder cựu binh trong ngành. Do đó, xác suất thất bại của nhóm founder 19 tuổi luôn cao hơn. Tuy nhiên, xác suất để các founder 19 tuổi này sản sinh ra các Facebook, Google tiếp theo thì lại cao hơn hẳn nhóm cựu binh ở trên. Xác suất mà một startup nào đó sẽ thành công như Google hoặc Facebook là siêu kỳ lân, không chỉ đơn giản là một biến số không đổi của xác suất một tệp mẫu các startup sẽ thành công. Nếu nó đơn giản như thế, các quỹ VC có thể tài trợ cho tất cả những startup có tiềm năng lớn sẽ thành công, và họ sẽ nhận được một phần nhỏ tương ứng các startup có thể trở thành big tech như Google hoặc Facebook. Rất tiếc, cuộc đời VC thì không đơn giản như thế. Bạn phải phớt lờ đi điều hiển nhiên trước mắt, khả năng các startup sẽ thành công, và thay vào đó tập trung vào các câu hỏi khác và gần như vô hình là liệu họ có khả năng thành công như Google hoặc Facebook hay không. Nuôi thiên nga đen. Có những điều tưởng như quá vững chắc về mặt lập luận, nhưng lại không hề đơn giản để thực hiện, vì điều đó quá trái ngược so với trực giác tư duy của con người. Đầu tư mạo hiểm VC là một ví dụ điển hình. Do tính chất bất định không thể dự đoán của thiên nga đen, chiến lược tối ưu là phải tăng khả năng bắt dính cá to, chứ không phải là giảm thiểu khả năng mất tiền của quỹ. Tuy nhiên, hầu hết các quỹ VC về cơ bản đều tuân theo nguyên tắc kiểm soát rủi ro khi đầu tư thông qua những bộ lọc. Mỗi quỹ đều sẽ có những bộ lọc cho rằng sẽ tăng cao khả năng bắt dính kỳ lân. Tính hiệu quả của những bộ lọc này là một câu chuyện khác. Tất cả quỹ đầu tư VC đều có danh mục đầu tư được lựa chọn kỹ càng và sàng lọc tốt nhất có thể. Tuy nhiên, lựa chọn kỹ càng và sàng lọc gắt gao rất tiếc lại không phải là câu trả lời đưa họ đến gần hơn với thiên nga đen. Bạn sẽ nghĩ sao nếu một nhà đầu tư VC miêu tả chiến lược đầu tư của quỹ mình rằng: tôi không hề biết rằng startup nào trong danh mục sẽ thành công. Do đó, mục tiêu của tôi là đầu tư càng nhiều vào các startup tiềm năng càng tốt và hy vọng rằng tôi sẽ bắt được một hoặc hai kỳ lân trong tương lai. Quỹ này sẽ trở thành trò cười nhạo trong giới VC. Không nhà đầu tư nào sẽ dám bỏ tiền của mình vào quỹ VC do người đó quản lý. Họ không đưa tiền của mình cho người quản lý chơi trò búng đồng xu. Nhưng tiếc thay, với tính chất thiên nga đen của startup thành công, đó lại là chiến lược đầu tư chính xác nhất. Tung một mẻ lưới thật lớn và hy vọng rằng bạn bắt dính con cá to trong đó. Và khả năng cũng khá cao là cho dù mẻ lưới của bạn to cỡ nào thì bạn vẫn bắt hụt kỳ lân trong tương lai. Chưa ai nói VC là một công việc dễ dàng cả. Bạn thành thật với bản thân và mọi người xung quanh là bạn gần như không thể dự đoán chính xác startup nào sẽ thành công lớn trong tương lai. Nhưng bạn biết rằng chỉ cần bắt được một kỳ lân tương lai, bạn có thể sai với hàng chục startup khác. Mục đích tối thượng của đầu tư VC là bắt dính cá to, không phải là tránh phạm sai lầm.
sàng lọc gắt gao và chọn lọc tùy vào chiến lược đầu tư của quỹ, đơn giản là làm nhỏ đi mẻ lưới của họ. Dĩ nhiên, điều này nghe rất phỉ báng với những người đang đầu tư mạo hiểm vì người viết đang ngầm bảo rằng họ không có kỹ năng chọn lọc được kỳ lân tương lai một cách ổn định. Bạn không cần phải tin người viết, nhưng bạn nên tin Paul Graham. Sau hàng chục batch ươm tạo với YC, Paul Graham đã đi đến kết luận chiến lược đầu tư mạo hiểm tốt nhất là chia nhỏ khoản đầu tư ban đầu và đầu tư càng nhiều vào các startup tiềm năng càng tốt. Nếu bạn đang nhắm mắt phóng phi tiêu trong căn phòng tối mà không hề biết phòng tâm ở đâu, bạn nghĩ chiến lược tốt nhất nên là gì? Câu trả lời đơn giản là thử càng nhiều càng tốt. Nghe rất sai. Đúng, người viết đồng ý nhưng rất tiếc là với tính chất không thể dự đoán của thiên nga đen, thử càng nhiều càng tốt là quyết định chính xác nhất. Mục tiêu là tăng khả năng bắt dính kỳ lân chứ không phải giảm thiểu khả năng mất tiền. Thoạt nhìn hai mục tiêu kia giống nhau nhưng có một sự khác biệt về mặt chiến lược hành động rất lớn. Dĩ nhiên, các VC sẽ luôn tự tin vào khả năng chọn lọc kỳ lân tương lai của mình. Thật khó để nói với ai đó rằng khả năng chọn lọc startup thành công của họ liên quan nhiều đến may mắn hơn là kỹ năng. Như Upton Sinclair đã nói, rất khó để khiến một người đàn ông hiểu điều gì đó khi tiền lương của anh ta phụ thuộc vào việc anh ta không hiểu điều đó. Một vài quỹ VC may mắn sống sót vì bắt dính kỳ lân sẽ luôn tin rằng họ có kỹ năng để làm điều đó một cách ổn định. Trong khi hàng nghìn quỹ VC khác đã được tạo ra và giải thể vì không thể bắt dính kỳ lân thì được chôn vùi trong đại dương của bằng chứng câm lặng. Đây là ví dụ tiêu biểu nhất của thiên kiến kẻ sống sót, survivorship bias. Tuy nhiên, người viết cũng xin đính chính rằng mình không hoàn toàn phủ nhận giá trị của các quỹ VC cũng như các nhà đầu tư thiên thần. Nếu được những quỹ tốt đầu tư, họ hoàn toàn có thể mở những cánh cửa đã đóng trước đó cho các startup nằm trong danh mục của mình. Điều này là vô giá trên con đường phát triển của một startup. Những mối quan hệ mang tính chiến lược thực sự có giá trị với bất kỳ một startup nào. Có thể nói, giá trị thật sự của VC nằm ở khả năng hướng dẫn và hỗ trợ cho startup trên đoạn đường phát triển đầy chông gai, chứ không nằm ở khả năng nhìn thấy kỳ lân tương lai và đưa vào danh mục đầu tư của mình như nhiều người vẫn lầm tưởng. Như Larry Page đã nói, những ý tưởng tốt luôn luôn điên rồ cho đến khi chúng không còn như thế nữa. Trước khi startup trở thành thiên nga đen, họ về cơ bản là những điều điên rồ biết đi trong mắt của hầu hết mọi người xung quanh. Không ai biết liệu điều điên rồ này có thể thành một cái gì khác trong tương lai hay không, và phải mất bao lâu để điều đó thành hiện thực. Các VC lão luyện hiểu được điều này và hoàn toàn chấp nhận tính chất bất định đó. Họ có thể đặt tiền vào một điều điên rồ biết đi trong vài năm và cảm thấy ổn với điều đó, nhưng chắc chắn là không thoải mái đâu. Họ biết rằng chỉ cần một hoặc hai điều điên rồ này thành công và trở thành thiên nga đen, hoặc may mắn hơn là siêu thiên nga đen, họ đã không hề sai và ngu ngốc khi thất bại với hàng chục, thậm chí là hàng trăm điều điên rồ khác. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.